Và sau đây là những phần tin liên quan đến địa phương, thưa quý vị. Một người đàn ông bị bắt ở LA bởi vì cố gắng ăn trộm taxi tự lái Waymo. Một nghi phạm đã bị sở cảnh sát LA bắt giữ bởi vì bị cáo buộc là cố gắng đánh cắp một chiếc xe taxi tự lái Waymo. Nhà chức trách cho biết Vincent Morris Jones, 33 tuổi, đã bước vào chiếc xe sedan Waymo Jaguar ở trên đường Main Street, ngay phía bắc của trung tâm thành phố Los Angeles. Cảnh sát cho biết là Jones đã ngồi vào ghế lái và cố gắng điều khiển hệ thống cho xe chạy. Một nhân viên của Waymo đã nói chuyện với Jones thông qua hệ thống liên lạc của xe và hướng dẫn anh ta rời khỏi xe. Khi Jones không làm theo yêu cầu của nhân viên, thì người đại diện đã liên lạc với cảnh sát. Cảnh sát đã đến hiện trường ngay sau đó và bắt giữ Jones vì tội trộm xe. Waymo gần đây đã nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Tiện ích Công cộng của California để vận hành đội xe taxi chở khách tự hành ở quận hạt Los Angeles. Tuy nhiên, việc phê chuẩn đã vấp phải một số phản đối từ các giới chức chính quyền địa phương, bao gồm có cả giám sát viên của quận LA là Janice Han. Đây là một quyết định nguy hiểm, Han viết ở trên mạng X. Những robot taxi này vẫn chưa được thử nghiệm và LA không nên trở thành chuột thí nghiệm của Big Tech. Y tá bị bắt vì nghi tấn công tình dục bệnh nhân tại bệnh viện ở Riverside. Cảnh sát cho biết một y tá 27 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ tấn công tình dục một nữ bệnh nhân tại bệnh viện Kaiser Permanente ở Riverside. Theo phát ngôn viên sở cảnh sát Riverside, anh Jacob Daniel Hartman bị bắt và bị đưa vào trung tâm giam giữ Robert Presley với tội danh tấn công tình dục, bao gồm cả hành vi xâm phạm tình dục một người bất tỉnh. Anh ta đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh tại ngoại, hậu tra là 50.000 Mỹ Kim. Các thám tử cho rằng còn có những nạn nhân khác chưa ra trình diện. Tuyên bố từ bệnh viện Kaiser Permanente cho biết, ngay khi biết tin về cáo buộc nghiêm trọng này, bệnh viện đã ngay lập tức hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ. Y tá Hartman đã được cho nghỉ việc. Sở cảnh sát Riverside đề nghị bất kỳ ai có thông tin về các vụ tấn công, hãy liên lạc với thám tử Daniel Suarez theo số 951-353-7120, 951-353-7120. Những người cung cấp thông tin muốn ẩn danh có thể gửi email tới rpdtips@riverside.ca.gov. Và sau đây là bản tin cuối, thưa quý vị. Bệnh nhân cũ vì bất mãn với nha sĩ đã bắn chết người này ở San Diego. Một nha sĩ đã thiệt mạng và hai người khác bị thương sau một người đàn ông được cho là một cựu bệnh nhân đã bất mãn và nổ súng ở văn phòng nha khoa ở San Diego. Cảnh sát thành phố El Cajon, cách thành phố San Diego vào khoảng chừng 15 dặm về phía đông, được gọi khẩn cấp đến phòng khám nha khoa và chỉnh răng mang tên là Smile Plus, cho biết là có một vụ nổ súng. Khi cảnh sát đến, họ tìm thấy ba nạn nhân. Một trong số các nạn nhân sau đó được phòng giảo nghiệm của San Diego xác định tên là Benjamin Ariel Haruni, 28 tuổi, được tuyên bố là đã chết ở hiện trường do bị trúng đạn. Các nạn nhân khác gồm có một người đàn ông ở độ tuổi 40 và một phụ nữ ở độ tuổi 20 được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định. Thông tin chi tiết về vết thương của họ và mối quan hệ của họ với văn phòng nha sĩ không được công bố. Cảnh sát ghi nhận những người khác đang ở trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, nhưng không cho biết là họ có bị thương hay không, hoặc là họ là nhân viên hay bệnh nhân. Theo trang mạng của công ty, nạn nhân Haruni là nha sĩ ở tại phòng nha khoa Smile Plus. Thượng nghị sĩ tiểu bang Brian Jones, lãnh đạo thiểu số ở Thượng viện California thuộc về địa hạt 40 của San Diego, đã đăng ở trên mạng X rằng: "Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình và bạn bè của Ben Haruni. Những đóng góp của gia đình Haruni cho ngành nha khoa đã nổi tiếng khắp tiểu bang. Thủ phạm phải chịu trách nhiệm ở mức tối đa của pháp luật." Nhà chức trách cho biết nghi phạm được xác định là Mohammed Abdul Karim, 29 tuổi, được cho là một khách hàng cũ bất mãn của văn phòng nha khoa này. Tuy nhiên, cảnh sát El Cajon cho biết mối quan hệ giữa các nạn nhân và Abdul Karim vẫn chưa được rõ ràng.